Xin chào các bạn. Lãnh đạo của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin tuyên bố trong cập nhật mới nhất về tình hình mặt trận Bakhmut, đã cáo buộc một đơn vị chính quy của quân đội Nga đã rời bỏ vị trí của mình ở Bakhmut, khiến mặt trận bị hở sườn, gây thương vong nặng nề cho lính đánh thuê Wagner. Ông Prigozhin viết trên Telegram rằng: "Hôm nay, mùng 9 tháng 5, một đơn vị Bộ Quốc phòng Nga làm nhiệm vụ bảo vệ một bên sườn của chúng tôi đã bỏ chạy, khiến mặt trận bị hở sườn." Cụ thể, ông chủ Wagner cho biết, các binh sĩ thuộc lữ đoàn 72 hôm 9 tháng 5 đã mất 3 km2 lãnh thổ khi họ bỏ chạy khỏi vị trí chiến đấu ở Bakhmut, khiến lính đánh thuê hứng chịu thương vong nặng nề. "Họ đã bỏ chạy. Tôi đã mất khoảng 500 lính Wagner vì đó là một cứ điểm chiến lược," ông Prigozhin nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông Prigozhin cho rằng, những người lính Nga bỏ chạy khỏi vị trí không đáng trách. Thay vào đó, các chỉ huy quân đội Nga phải chịu trách nhiệm vì thượng bất chính, hạ tắc loạn. Ông chủ Wagner cho rằng, binh sĩ Nga tháo chạy vì các lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Nga chỉ biết lên kế hoạch thay vì chiến đấu. Ngoài ra, ông Prigozhin cũng ra tối hậu thư cho các lãnh đạo Nga rằng lực lượng Wagner sẽ rút khỏi Bakhmut nếu không được cung cấp thêm đạn. "Chúng tôi đã nhận được lệnh chiến đấu, trong đó nói rằng việc rút lui khỏi các vị trí sẽ bị coi là phản quốc. Điều này trước hết nhằm vào chúng tôi, lính đánh thuê Wagner. Nhưng nếu không có đạn dược, chúng tôi sẽ rút khỏi vị trí của chúng tôi," ông Prigozhin tuyên bố. Ông chủ Wagner tiết lộ, lực lượng của ông chỉ được phân bổ 10% những gì họ yêu cầu. "Chúng tôi đã bị lừa," Prigozhin tuyên bố, và chỉ đích danh tướng Valery Gerasimov, tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga đã cắt giảm số lượng vũ khí được phân bổ cho tập đoàn Wagner. Ông cũng cáo buộc các tướng hàng đầu của Nga đang tìm cách lừa dối Tổng thống Vladimir Putin về chiến dịch ở Ukraine. "Nếu tất cả nhiệm vụ đang được thực hiện như vậy để che mắt Tổng tư lệnh, ông Putin và người dân Nga sẽ không tha thứ cho những tướng lĩnh này. Họ sẽ tức giận nếu chúng ta thất bại trong cuộc chiến," ông Prigozhin nhấn mạnh. Wagner đang dẫn đầu các nỗ lực của Nga để chiếm lại Bakhmut. Các tay súng Wagner đảm nhận nhiệm vụ tấn công xung kích, trong khi đơn vị chính quy Nga bảo vệ hai bên sườn và phía sau, ngăn nguy cơ lực lượng Ukraine đánh tạt sườn và vu hồi. Trước đó, hôm 5 tháng 5, ông Prigozhin bất ngờ đe dọa sẽ rút lực lượng khỏi Bakhmut vào ngày 10 tháng 5 do Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp đủ đạn dược. Theo ông, các chiến binh Wagner đã cạn kiệt nguồn lực sau hơn 400 ngày tham chiến ở Bakhmut và do đó mất khả năng chiến đấu, đồng thời phải rút lui để bảo tồn lực lượng. Vài ngày sau, lãnh đạo Wagner cho biết giới chức Nga đã hứa cung cấp tất cả đạn dược và vũ khí cần thiết để các chiến binh của ông tiếp tục chiến đấu ở Bakhmut. Điều này được cho là đồng nghĩa với việc Wagner sẽ không rút lui khỏi Bakhmut nữa. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 5, ông Prigozhin lại nói rằng lực lượng của ông vẫn chưa nhận được đạn. "Những người được cho là nhận nhiệm vụ chuyển đạn đã không hoàn thành việc này," ông Prigozhin tuyên bố. Điều này lại dẫn đến việc tiếp tục câu chuyện về mâu thuẫn giữa Wagner và giới chức quân đội Nga, cộng với thông tin chiếm lại một số khu vực tại Bakhmut đang làm những người ủng hộ Ukraine có thêm niềm tin về một thắng lợi lớn sắp tới nếu Ukraine thực hiện phản công. Trong khi đó, hãng tin Nga RIA Novosti cho biết cuộc tổng phản công của lực lượng vũ trang Ukraine đang đến rất gần và có thể bắt đầu trong những ngày tới. Tuy vậy, giới quan sát nhận định quân đội Ukraine khó có thể đạt được thành công đáng kể do thiếu nhiều yếu tố từ trang bị lẫn quân số. Về cơ bản, thông thường bên tấn công phải có ưu thế về quân số đáng kể so với bên phòng thủ, khoảng 3 lần trong điều kiện bình thường, 5 lần trong các trận chiến đô thị và 7 lần ở khu vực rừng núi. Và với tình hình hiện tại, Ukraine sẽ vô cùng khó khăn để tạo ra sự vượt trội về quân số như vậy. Các nhà phân tích cũng cho biết thêm, phía Nga đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản phòng ngự trên mọi hướng, khiến quân đội Ukraine khó có thể tiến công thành công, tương tự như tình huống ở Kharkov hồi mùa thu năm ngoái. Và dường như Ukraine và phương Tây cũng nhận thức được điều này. Giới chức Ukraine gần đây đã bất ngờ hạ giọng và nói về khả năng phản công sẽ không như phương Tây kỳ vọng. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức cho biết nếu Kiev không thành công trong cuộc phản công thì sẽ có một cuộc phản công khác. Ông Kuleba nói, "Đừng coi cuộc phản công này là lần cuối, bởi vì chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Và nếu chúng tôi thành công trong việc này, phản công và giải phóng lãnh thổ của chúng tôi, thì bạn sẽ nói, vâng, đó là lần cuối cùng. Nhưng nếu không, thì điều đó có nghĩa là chúng tôi phải chuẩn bị cho cuộc phản công tiếp theo." Thế nhưng theo giới quan sát, nếu lần này Ukraine không đạt được một số kết quả, rất có thể chính quyền Kiev sẽ phải trả giá. Thậm chí khi được hỏi về cuộc phản công của Ukraine được đề cập đến nhiều trong vài tháng qua, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nhận định rằng chiến dịch phản công là cơ hội cuối cùng cho Ukraine. Vậy các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nhé! Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.